Hello, xin chào cô chú chị, bạn đến vườn ngành tham gia. Hôm nay em có cập nhật hai con bò cái anh Good của chú chị. Một con 8 tháng và một con 7 tháng của chú chị. Con này được 7 tháng rồi nha. Con này sau xương khu em đo là 1m17-18 của chú chị, là gần 1m2 nha. Chân móng là hoàn thiện, không có ốp xe, không trúng cúm, trúng cuộn hết nha. Bò này là bao thật lỗi của chú chị. Đây nè, rúng miếm đây. Rúng miếm thì là phạt của chú chị. Đây. Lưng dài rất là thẳng của chú chị. Rất là dài đòn nha, xương sốc rất là cao to của chú chị. Xe lưng chính luôn nha. Đây. Xe mặt đây. Con bò này không có xe mặt nha. Con bò đầu chuỗi của chú chị, con anh Good này được 7 tháng rồi nha. Hai con bò này cái mức giá là 28 triệu của chú chị, 28 triệu làm bao ship vòng 100 cây nha. Nếu cô chú chị nào mua hai con mới bao ship nha. Con này là 8 tháng của chú chị. Đây, chân móng đây. Chân móng là hoàn thiện hay không, có ốp xe không, chú cúm ruột hết nha. Bò vú đã không? Cái này vú đã không? Rúng miếm nè, rúng miếm mình lập phạt luôn nha. Đây. Miếng là phạt nha, lông da rất nhuyễn rồi chú anh chị. Đây, bò xếp lên chân da nha. Đây, mặt đây, xếp mặt chính luôn nha chú anh chị. Con bò này hơi nhúm sườn tí nha. Hai con anh Quốc nha, 28 triệu chú anh chị. Con bò này sau khi nha, đo là 1m2 nha. Con bò này 1m2 nha. Rất lông da rất là nhuyễn rồi chú anh chị ơi. Con bò được 8 tháng, tháng năm mấy rồi nha. Rất là tốt luôn. Hai con bò anh Quốc rất là tốt chú anh chị ơi. Lông da thì nó nhuyễn mất luôn nha, hai con. Nếu mà mua lẻ ra thì một con này là 14 triệu rưỡi cho chú chị, 14 triệu 500 nha. Đây. Con này 8 tháng rồi nha, 8 tháng ở ngoài nha. Đông dày rất là nhỉ con chú chị ơi. Rúng miếm thì là phạt luôn nha. Nè, rất tốt luôn nha. Đây. Đông dày rất là nhỉ luôn. Đây, còn cái bên con này là 7 tháng nha. Nếu mua lẻ ra con này là 13 triệu rưỡi cho chú chị. 13 triệu rưỡi là giá tại chuồng nha, không có bao ship nha. Đi. Nếu mua hai con 28 triệu thì em bao ship vào 100 cây nha. Còn nếu mua một con là không có bao ship của chú anh chị. Một con là con này là 13 rưỡi nha. Đây. Rất là tốt luôn. Hai con anh Good cho chú anh chị. Con này là nó cỏ gống gom nha, chứ không có bị sà mâu thì miết hết nha. Bò này là bao tật lỗi của chú anh chị. Nếu mà lại mà giao bò, nếu của chú anh chị nào thấy có tật lỗi gì thì khỏi nhận bò nha. Và tiền nhận cọc em sẽ trả lại đầy đủ nha, không có của chú anh chị rồi nha. Đây, hai con quà rất là to của chú chị nha. Hai con này như vậy nè, quà rất là tốt nha. Hai bò rất đẹp của chú chị nha. Hai bò anh Quốc con này được 7-8 tháng rồi nha. Con này cũng giá, nếu mua lẻ ra con này cũng giá là 14 triệu 500 nha, là không bao ship của chú chị. Nếu mua một cặp là 28 triệu em bao ship vòng 100 cây nha. Hai bò anh Quốc rất tốt luôn, chân móng là hoàn thiện, không có ốp xe, không chú cuốn buồn hết nha. Con này là 7 tháng nha. Rất là tốt. Cái dài đòn xương sốc rất là to luôn chú anh chị. Rồi nãy giờ cũng đã kịp thông tin cũng như hình ảnh của hai con bò cái này rồi. Nếu có chú anh chị là cảm thấy thích mua gì phát triển anh tới đã luôn nha. Số điện thoại của em để trên màn hình. Đến đây thì em xin kết thúc video tại đây nha. Anh xin thân ái chào. Và hẹn lại những video tiếp theo nha.